Thành phố Hồ Chí Minh cần tận dụng triệt để thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với tinh thần ai ở đâu ngồi nguyên ở đó để khống chế các ổ dịch. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều nay. Tại cuộc họp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện địa phương này đang gấp rút chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho việc sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong thời gian 15 ngày. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 được gần 1 triệu xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc giãn cách phải theo đúng tinh thần, nâng cao hơn một mức, quyết liệt hơn nhưng phải đảm bảo đời sống cho nhân dân. Thành phố dự kiến là sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 15 ngày trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Và trên cái tinh thần đó, để như là một dự lệnh, thì hiện nay là chúng tôi đang chuẩn bị các cái qua các cái tuyên truyền, cái thông tin đến người dân thành phố không hợp tác để cùng nhau chia sẻ và không có những cái hoảng loạn nhất định. Và chúng tôi rất mong là chúng ta tiếp tục cùng cái đợt này và cùng kêu gọi. Và chính mình hỗ trợ họ bằng tiền rồi, nhưng mà chính thông qua cái việc mà cung ứng hàng hóa một cách rất không bình thường như bây giờ qua các đội tình nguyện ấy, thì ngoài cái tiền mình đã cấp cho họ được thì mình cũng còn dụ giúp được họ nữa để sao cho người nghèo hơn, là mà trong cái lúc này là mình ưu tiên mình cho họ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy hết sức sáng tạo cách làm của mình, tận dụng đội ngũ chuyên môn cao, mạnh dạn thí điểm triển khai trên tinh thần hiệu quả phòng chống dịch là trên hết. Chiều nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp báo công bố quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Quyết định này quy phạm hóa nghị quyết số 18 của Chính phủ vừa ban hành. Quyết định gồm 11 chương 46 điều, trong đó bổ sung nhiều chính sách mới về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ trẻ em lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ. Về điều kiện hỗ trợ, cũng có nhiều điểm mới như giảm thời gian tạm hoãn, nghỉ việc, không hưởng lương xuống còn 15 ngày, bỏ quy định doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm đối với các hộ kinh doanh, chỉ quy định dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên. Quyết định lần này nhằm đơn giản hóa, giảm tối đa thủ tục hành chính với phương châm thông thoáng nhất để doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dễ dàng nhất nhưng vẫn đảm bảo đúng luật. Sau quyết định này, không cần văn bản hướng dẫn nào nữa. Người dân thì đang mong chờ, ngóng từng ngày cái việc hỗ trợ này. Đặc biệt là những người lao động mà tự do, rồi lực lượng lao động trực tiếp. Do đó có thể nói một cái câu thế này này. Ai, cơ quan nào, địa phương nào mà chậm triển khai hỗ trợ, lỗi với dân. Cơ quan nào, người nào, địa phương nào, đơn vị nào mà để ra tiêu cực, trục lợi chính sách là có tội người dân. Quyết định cũng phân cấp, phân quyền rất rõ, nêu trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác giám sát. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện quyết định, đồng thời thiết lập đường dây nóng để kịp thời giải đáp các chính sách cũng như tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép. Trong đó yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ, dứt khoát, triệt để hơn nhằm sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế các ổ dịch. Tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ quy định giữ khoảng cách trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Hoàn thành ngay các công việc cần thiết về pháp lý và tuyên truyền vận động để hạn chế ở mức cao nhất người dân đi lại. Khẩn trương thống nhất cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát tốt người lao động trong các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương này, nhưng cư trú ở địa phương khác. Kiểm soát chặt chẽ người điều khiển phương tiện vận tải ra vào thành phố nhằm kiểm soát nguồn lây bệnh nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải hàng hóa và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể trong điều kiện dịch bệnh. Đặc biệt phải đảm bảo không để bất kỳ người dân nào thiếu đói do dịch bệnh.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung phạm vi áp dụng hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà. Trước đó, ngày 5 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà tại quận 3, quận 6, quận 7, quận 10, quận 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều cùng ngày, thành viên Ban chỉ đạo đề xuất áp dụng thí điểm trên 21 quận huyện và Thành phố Thủ Đức. Theo Sở Y tế Thành phố, số trường hợp F1 đang tăng cao, yêu cầu cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế rất nghiêm ngặt, nên thống nhất áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thêm nhiều tỉnh thành đưa ra yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính SARS-CoV-2 mới được ra vào địa phương. Để có giấy thông hành này, người dân phải chen chúc xếp hàng để làm xét nghiệm. Nhiều doanh nghiệp lao động gặp khó khăn, tốn thêm chi phí, còn lực lượng chức năng cũng phải căng mình để kiểm soát tình hình. Tại chốt kiểm dịch COVID-19 cầu Đồng Nai, cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh, 0 giờ đêm. Đây là thời điểm ít phương tiện lưu thông nhất, nhưng chỉ cần dừng 3 chiếc xe là đã kéo dài gần tới khúc rẽ quốc lộ 51. Dù đã thông báo trước một tuần, nhưng việc kiểm soát cũng không thể dễ dàng. Nó đông quá thì tụi em phải giải quyết hết phần đông đó, nó bắt đầu tụi em mới làm thêm tiếp được, chứ thường là không có dừng tất cả các loại phương tiện được hết. Làm thủ tục qua trạm đã khó, để có được giấy thông hành lại càng khó hơn. Với các doanh nghiệp vận tải thường xuyên đi lại giữa các tỉnh thì hàng tháng phải tốn thêm một khoản chi phí không hề nhỏ. Doanh nghiệp đã khó lại càng thêm khó. Tháng là test 4 lần để cho anh em lái xe, phụ xe là có cầm cái giấy test để đi vào các cái bến cảng, các cái kho, các cái nhà máy của các cái ấy lì là doanh nghiệp phải bỏ tiền. Thì đó là một cái chi phí rất là tốn cho một doanh nghiệp. Tính ra là mỗi một người một ngày mất đi hết 100 nghìn, thì mình 15 tài xế thì mất đi 1 triệu rưỡi một ngày. Nó không có nói lên được cái gì hết. Bây giờ xét nghiệm thì vào xét nghiệm rất là đông, xong rồi khi mà đi ra thì lúc anh xét nghiệm thì nó âm tính, rồi khi em đi ra tiếp xúc với người khác làm sao biết được. Hai nữa là cứ 3 ngày mà chọn một lần thì chọn rất bằng cái lỗ mũi tài xế hết. Nhiều bệnh viện vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh trở nên quá tải do lượng người đến xét nghiệm quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, giá trị thời hạn sử dụng của giấy thông hành được mỗi địa phương áp dụng mỗi kiểu khiến nhiều người dân bức xúc vì quá tốn kém. Thiết lập các vùng đệm vệ tinh trên toàn địa bàn quận huyện nhằm để kịp thời cung ứng hàng hóa, tránh tình trạng thiếu hàng hóa cục bộ ở một số nơi tập trung đông dân cư. Đây là nội dung được ngành công thương của Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trong cuộc họp vừa diễn ra chiều nay. Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang phải chịu sức ép lớn khi cùng một lúc vừa phải đảm bảo hàng hóa cũng như vận hành chuỗi hệ thống bán hàng hiện đại cho hơn 9 triệu dân. Để gỡ khó, thành phố đã thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa từ các tỉnh chuyển về, sau đó có các phương án bố trí ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời. Chuỗi siêu thị Sài Gòn Co-op là đơn vị trực tiếp áp dụng hiệu quả hệ thống này. Tập trung cái lượng mua sắm thì đã tạo nên cái sự tiến bộ nhất định, và chúng tôi đã làm việc với các chuỗi cung ứng để chúng ta tăng cường cái nguồn hàng hỗ trợ cho người dân mua sắm. Và chúng tôi đã làm việc là thống nhất để chúng ta tạo điều kiện thuận lợi, bởi vì chúng ta phải thực hiện các biện pháp giãn cách và hạn chế số người đi vào các trung tâm này. Do đó thì chúng tôi mở lại những cái thời gian hoạt động kéo dài. Hiện tại, 4 cửa ngõ chính dẫn vào Thành phố Hồ Chí Minh là Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Long An lập các chốt chặn. Các xe chở hàng hóa ra vào phải có giấy xét nghiệm âm tính quy định từ 3 đến 7 ngày. Nhưng thời hạn giấy xét nghiệm trên không đồng bộ giữa các tỉnh trên, dẫn đến những khó khăn nhất định cho việc lưu thông hàng hóa. Ngày hôm qua, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương, mà cụ thể là Bộ Y tế, có dự thảo một cái quy định, thì trong cái quy định đó cũng có đề cập đến cái việc cái thời hạn của giấy xét nghiệm đó là 3 ngày. Nhưng cho đến thời điểm này thì tôi cũng chưa nhận được cái bản chính thức là sẽ thực hiện như thế nào. Cho nên những trường hợp hàng hóa từ tỉnh Bình Dương hay là tỉnh Tây Ninh về đây thì vẫn chưa thực hiện cái việc là phải có cái giấy xét nghiệm đó. Trước những thay đổi hiện tại về chuỗi cung ứng hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện ngành công thương của thành phố khẳng định người dân cũng không nên hoang mang và đổ xô đi mua đồ dự trữ như hiện nay. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh mà chuỗi cung ứng cũng gặp khó khăn cục bộ.
Thưa quý vị, chiều nay gần 1 triệu thí sinh trong cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 với hai môn ngữ văn và toán. Nhiều thí sinh chia sẻ đề thi dễ vừa sức, bám sát đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Sau 90 phút làm bài thi môn toán, các thí sinh cho biết đề thi toán năm nay vừa sức. Đề thi vẫn gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó 90% các câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp 12, 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp 11. Em thấy đề toán này thì phân hóa ổn, cũng không quá khó. Khó nhất là phần đại, hình thì dễ hơn. Dạ, thì em đánh giá là đề toán năm nay khá là dễ. Thì nếu mà học tốt thì có thể trên 8. Đề dễ nhưng mà những cô để phân loại học sinh khá giỏi thì vẫn rất là khó ấy, để phân loại được. Thì em nghĩ là đề hôm nay là vừa sức với các bạn để được trên 7. Đề mà để làm được 8 thì không khó, nhưng mà để được 9 hơn thì sẽ là có sự phân hóa giữa cái được 8, được 8, được 9. Thì đề năm nay cũng không khó như các đề chuyên thi thử vừa rồi, nó chỉ mức độ 8 phân hóa học sinh đoạn từ 9 cộng trở lên thôi, đề nó cũng không quá khó, nhưng mà phải nắm chắc. Thì làm đề này thì em cũng cẩn thận nhưng mà cũng có sai một câu, vớ vẩn thì chắc là khoảng 86, 88 thôi. Còn mấy câu khoanh bừa thì em cũng chưa biết là đáp án gì, thì chắc là để lúc nào thi xong tất cả môn em phải soát một lần. Theo các giáo viên, đề toán có cấu trúc giống với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về mức độ thì đề năm nay dễ hơn năm ngoái. 30 câu đầu thí sinh có thể hoàn thành dễ dàng trong khoảng 30 phút. 5 câu hỏi cuối cùng mang tính phân loại và nằm ở phần kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề số phức, hàm số, OXYZ và tích phân. Với độ phân hóa như đề thi này, phổ điểm sẽ ở mức 7 điểm. Các trường đại học cần cân nhắc khi sử dụng kết quả của bài thi này để tuyển chọn thí sinh. Các câu từ 31 trở đi sẽ được xếp theo mức độ khó tăng dần. Tuy nhiên, mức độ khó chỉ được thể hiện ở 5 câu phía cuối. Xong, 5 câu khó này thì học sinh cũng đã từng rất quen thuộc trong quá trình ôn luyện. Bởi vậy, cái phổ điểm môn toán của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ nằm ở mức 7 điểm. Và chắc chắn một điều là điểm chuẩn của các trường đại học top đầu sẽ tăng so với năm ngoái. Trước đó vào sáng nay, thí sinh đã thực hiện bài thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Phần đọc hiểu gồm 4 câu hỏi phân loại theo các mức độ nhận thức. Ở câu hỏi số 4 là câu vận dụng cao, yêu cầu học sinh rút ra bài học về lẽ sống qua hành trình từ sông ra biển của nước. Ở phần làm văn, câu nghị luận xã hội về sự cần thiết phải biết sống cống hiến và câu nghị luận văn học yêu cầu thí sinh phân tích vẻ đẹp nữ tính trong bài thơ Sóng. Khó nhất thì chắc là phần nhận xét của đoạn làm văn, tại vì nó nhận xét vẻ đẹp nữ tính của trong đoạn thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Còn thật ra cũng không phải là câu khó nhất nữa, tại em thấy cái đề này khá là dễ. So với đề năm ngoái thì hay hơn, em nghĩ là hay hơn, tại vì phần đọc hiểu khá là hay, nó khá là ý nghĩa. Hôm qua là thầy giáo trước khi đi thi này, thầy giáo đã dặn bọn em là ôn tủ hai bài là Vợ Nhặt và Vợ Chồng Hai Phủ. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay đề thi nó lại bẻ sang một hướng mới, nên bọn em không biết lần đường nào một lần. Em nghĩ là điểm 10 là chắc chắn ở trong tay rồi, còn trên giấy thì chưa biết. Bởi vì đề vẫn có những cái câu có khả năng phân hóa tốt, chẳng hạn như là câu 4 của phần đọc hiểu, hay là ví dụ như là cái câu nghị luận xã hội và cái câu hỏi về đẹp nữ tính trong Xuân Quỳnh. Với đề bài này thì nhìn chung là tôi đánh giá nó là một đề đạt yêu cầu và cũng có thể là gì có nhiều chỗ để khơi gợi được cái hứng thú làm bài cho các bạn học sinh trong kỳ thi năm nay. Ngày mai các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai buổi sáng với tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, chiều thi ngoại ngữ. Sáng nay một điểm thi ở Bắc Giang và 2 điểm thi ở Phú Yên phải dừng thi tốt nghiệp trung học phổ thông do phát hiện thí sinh nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Tại tỉnh Bắc Giang, điểm thi phải dừng tổ chức thi là ở trường trung học phổ thông Lạng Giang số 3. Tại đây thì có một thí sinh ở huyện Tân Yên đăng ký dự thi. Sau khi làm xong thủ tục đi xét nghiệm nhanh COVID-19 ở trạm y tế thì cho kết quả dương tính. Nữ sinh này có mẹ là công nhân một doanh nghiệp ở thành phố Bắc Giang vừa phát hiện 2 ca F0 vào ngày 5 tháng 7.
472 thí sinh dự thi tại điểm thi này sẽ chuyển sang thi đợt 2. Còn tại tỉnh Phú Yên, hai điểm thi phải dừng đặt tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo ở thành phố Tuy Hòa có 388 thí sinh và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai ở huyện Tây Hòa có 384 thí sinh. Trong buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các ca F0 là các thí sinh. Trong số này thì có 2 thí sinh dự thi môn ngữ văn vào sáng nay. Phóng viên Thu Hương sẽ thông tin chi tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh, thì tại điểm thi của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn quận 3 vào sáng nay thì đã có một thí sinh ngất xỉu khi mà đang trong thời gian làm bài thi môn ngữ văn. Kết quả test nhanh cho thấy thì em này đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Được biết điểm thi này thì có 28 phòng thi, 607 thí sinh và hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Một ca F0 khác thì cũng được phát hiện tại trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn của quận 7 khi mà đến làm thủ tục vào chiều qua. Đáng nói là sáng nay thí sinh này thì vẫn được dự thi môn văn. Ngoài ra tại điểm trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn của Tân Phú thì cũng đã có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều hôm qua, nhưng mà sáng nay thì thí sinh này lại không đến điểm thi. Như vậy là chỉ trong vòng một buổi thi thì đã có 3 địa điểm phát hiện các cái ca nghi nhiễm. Được biết những thí sinh và cán bộ liên quan cũng được lấy mẫu ngay sau đó. Các cái ca F0 ghi nhận trong ngày thi đầu tiên rõ ràng là không nằm ngoài sự lo ngại của dư luận. Trước đó thì nhiều phụ huynh và các chuyên gia cho rằng là việc lãnh đạo thành phố kiên quyết tổ chức kỳ thi đợt 1 này là một sự mạo hiểm không cần thiết. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn khẳng định là đã có những phương án an toàn cho các thí sinh. Trước mắt thì hơn 80.000 sĩ tử tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 2 buổi thi tổ hợp và ngoại ngữ vào ngày mai, ngày 8 tháng 7. Chiều nay, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh đã có cuộc trao đổi với phóng viên VTC1 về các trường hợp phát hiện F0 trong ngày thi. Ông Trinh khẳng định đã có hướng dẫn trước nên các địa phương không bị động trong việc xử lý. Thưa ông, trực tiếp đi kiểm tra trong ngày thi đầu tiên thì ông có đánh giá như thế nào về công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt là công tác phòng chống dịch? Ninh Bình không phải là địa phương chịu ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 một cách phức tạp, nhưng mà đã triển khai những giải pháp rất là đồng bộ ở tất cả các điểm thi. Tại trường Trung học phổ thông Kim Sơn A có một học sinh thuộc diện F1, mặc dù đã hết thời gian cách ly, nhưng mà từ cái nguyện vọng của em học sinh này thì hội đồng thi cũng đã bố trí một phòng thi riêng. Và qua kiểm tra thực tế thì tôi thấy rằng là làm bài rất nghiêm túc và các cán bộ coi thi ở đây cũng được trang bị đầy đủ thiết bị để mà bảo hộ và phòng ngừa dịch Covid-19. Và đặc biệt là tại điểm thi này cũng đã sử dụng cái thiết bị khử khuẩn để mà tiến hành khử khuẩn bài thi của thí sinh này. Thưa ông, cũng trong ngày thi đầu tiên thì trên cả nước có nhiều địa phương như là Phú Yên, Bắc Giang, Quảng Ngãi thì đã phải dừng tổ chức thi ở những cái điểm thi mà có thí sinh nghi ngờ nhiễm mắc Covid-19. Hay như là tại thành phố Hồ Chí Minh trong chiều nay thì đã có những cái thông tin về các thí sinh nghi ngờ nhiễm Covid-19, những thí sinh F0. Vậy thì ông có bình luận gì về những thông tin này? Thì với những cái trường hợp mà thí sinh bị F0 thì chúng ta sẽ tiến hành ngay các biện pháp cách ly để điều trị cho các em. Còn lại những cái trường hợp F1, F2 tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương, chúng ta sẽ tổ chức thi được nếu các em có nguyện vọng và tổ chức thi trong điều kiện môi trường bảo đảm an toàn tuyệt đối về mặt phòng chống dịch và đồng thời là tổ chức an toàn nghiêm túc đáp ứng với yêu cầu của quy chế. Còn những trường hợp nào bất khả kháng không thể thi được thì các em sẽ có nguyện vọng và chúng ta sẽ tổ chức để các em thi vào cái đợt tới đây. Ông có lưu ý gì tới các cái địa phương mà có tổ chức thi cho các cái thí sinh F1, F2, các thí sinh diện cách ly phong tỏa trong ngày thi cuối cùng vào ngày mai? Vâng, thứ nhất là chúng tôi rất là chia sẻ với những vất vả của các địa phương mà hiện nay là đang có các thí sinh diện F1, F2. Thứ nhất là đề nghị chúng ta triển khai trên thực tế giải pháp để mà tổ chức thi trong điều kiện Covid mà các địa phương đã chủ động xây dựng và đã được lãnh đạo địa phương phê duyệt cái giải pháp này. Và chúng ta tuyệt đối không lơ là tiếp tục thực hiện các giải pháp. Thứ nhất là 5K, thứ hai là vẫn tiến hành tiếp tục sàng lọc để kịp thời phát hiện những trường hợp thí sinh để mà phân loại các em thành các cái diện F0, F1, F2 và chúng ta sẽ có các giải pháp xử lý đồng bộ phù hợp.